Dạ vâng, Phạm Quyết Audio xin mến chào tất cả các bác trên mọi miền đất nước. Và hôm nay là buổi sáng của ngày 27 tháng 9 năm 2019. Thì trước mặt các bác đây là một cấu hình mà trung tâm đã phối kết ghép thành công. Một bộ karaoke có trị giá là 16.900.000. 16.900.000 là giá bán tại trung tâm các bác nhé. Và các bác nào quan tâm thì hãy đi cùng em. Đầu tiên đó là một em đẩy có tên là DMX, có mã là XB700, màu đen tuyền. Được sử dụng 32 sò cho 2 kênh, đạt công suất là 1.500 W cho 2 kênh các bác nhé. Và đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng. Và chế độ bảo hành là 1 năm lỗi đổi 1 trong vòng 3 tháng. Một sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ lai số. Em vang cơ lai số có tên là BM Audio, có mã là Seri 2. Được sử dụng bằng 8 chế độ hát karaoke, 8 chế độ hát karaoke từ 1 đến 8. Cho ra những chất âm thì cực kỳ ngọt ngào, du dương và vang vọng. Và sản phẩm này nếu như bác nào muốn lấy riêng, giá là 2.700.000, đã bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Một sản phẩm thứ ba đó là một em Idol 100, quá quen thuộc với các bác rồi. Một sản phẩm thứ tư đó là một em mic không dây, đầu mic không dây có tên là Sure, có mã là UGX20 là mã. Đây là phiên bản mới nhất năm 2019, màu vàng gold, tay cầm rất là béo, cầm rất là lịch lãm. Và đặc biệt là cho ra lời hát rất là ngọt ngào, bắt sóng cực khỏe và rất là bay các bác nhé. Và các bác nào muốn lấy riêng thì em cũng báo giá luôn là 2.400.000 giá bán tại trung tâm các bác nhé. 2.400.000 giá bán tại trung tâm, chế độ bảo hành là 1 năm lỗi đổi 1 trong vòng 3 tháng các bác nhé. Một sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 5 đó là một cặp loa JBL có mã là SRX715, đạt công suất là 800W tối thiểu và tối đa là 3.200W. Được sử dụng bát 40 chạy bằng chép kèn, bát 40 chạy bằng chép kèn, cho ra chất âm thì cực kỳ uy lực, tiếng chép tí tách vang vọng luôn. Và tất cả các bác nào mà sử dụng lấy trọn bộ thì tất cả những dây kết nối từ điện thoại, TV, tất cả vân vân là các dây logic, dây tất cả các dây kết nối ra loa là trung tâm sẽ tặng các bác trị giá là 250.000 đồng. Và bây giờ thì em xin được hát ok để các bác đánh giá chất âm, hát coi ghê để các bác đánh giá chất âm. Và nếu như các bác nào có muốn sở hữu cho gia đình mình một bộ karaoke, trước mặt các bác đây trị giá là 16.900.000, thì alo luôn cho em với số máy là 0325004686. Và bây giờ thì em hát karaoke các bác nhé. Chất âm một bản nhạc không lời, quá hay, quá tí tách mềm mại rồi.
Và bây giờ em mở một bản nhạc bốc lửa để các bác đánh giá cái chất âm. Đó phải nói là chất âm thì quá hay rồi, không thể chê vào đâu được nhá. Và bây giờ thì em xin phép được làm một đoạn karaoke. Alo, mật 2. Tiếng mic quá sáng luôn, rất bay. Chiều nay vắng em, lòng anh thấy buồn. Nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ, trọn đời trọn kiếp yêu nhau. Xin em hãy nhớ đừng quên. Đường đường phố vui lòng sao éo gầy, đêm thời gian bằng khói thuốc vàng tay. Tìm đâu môi mắt một người, ngày nào mình bước chung đôi. Giờ này mình anh bước tay trắng. Anh biết đời còn nhiều cay đắng, anh làm sao đẹp lòng em yêu. Mình không thấy nhau lòng như heo gầy. Nếu mà sau này không cưới được em thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình đó. Phải lo là chất âm quá hay luôn, quá ngọt ngào tí tách. Và các bác nào muốn sở hữu cho gia đình mình một bộ karaoke là trị giá là 16.900.000 thì liên hệ ngay cho em với số máy là 0325004686, địa chỉ nhà em 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và các bác nào đến thị trấn Vĩnh Trụ thì alo cho em, sẽ có người đón các bác vào. Và cuối cùng thì em được xin kính chúc các bác trên mọi miền đất nước nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài. Em xin chân thành cảm ơn và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.